Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ vừa tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2 tháng còn lại của năm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, trong 10 tháng qua, tình hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo kế hoạch, tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 388 tỷ đồng, đạt hơn 128% so với dự toán năm. Đến nay, 6 trên 6 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 100% kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và theo dõi tình hình dịch bệnh trên người nói chung và dịch bệnh COVID-19 nói riêng được thực hiện tốt. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Tại cuộc họp giao ban thường kỳ, Ủy ban Nhân dân huyện thống nhất, từ nay đến cuối năm sẽ tập trung hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân, triển khai đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường công tác quản lý tàu thuyền ra vào cảng cá Lộc An để đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư công theo kế hoạch.